ta cũng lấy làm lạ, chưa quen. Ngày xưa ngày ban quả cũng vậy, chưa mới vào thị trường phải học việc cũ, nhưng mà một cái điều tâm thức sinh tử thì chấp nhận bị tấn công đảng. Một ngày có thể bị tấn công 400+ thương bản, cũng chấp nhận. Cho nên 24 tuổi ngày hôm nay, 28 tuổi đi ra. Chúng ta cũng biết chúng ta cũng đã học trong những hình thức hay trình độ. Ngày cũng kể lại hết cái quá trình cảm nhận từ cái bắt đầu đến cái cuối cùng. Thì nói chúng ta vào thành đường cũng phát tâm thân thiện, muốn sinh Phật tử thân thiện, muốn biết rõ được cái bản lĩnh. Nhưng mà mới vào thành đường gặp một vài cái chuyện trắc trở, tức là chúng ta gặp hoặc là bị la nhiều, hoặc bị đánh mấy cái hương lãng thì là bắt đầu có chuyện phản ứng. Thì từ phản ứng với cái sự tưởng chúng ta là có lẽ quả một ngày đánh hơn 400 cái hương lãng chẳng có ăn nhanh cả. Ăn cơm mà cùng những mấy bàn tay, đến khi mà chưa kịp hoàn hồn á, đánh thêm tắt thêm mấy cái bàn tay nữa, đổ tiếng cơm ra đất luôn. Nhưng mà những cái cô phải đầu mình có nói tình trạng đó đối với lại tất cả chúng, có ai bị cái việc lớn sinh tử chấp nhận, cái là không phải vì cái đó mà nổi niềm sân, không phải vì cái tát bàn tay đó mà giận, mà bỏ công phu, mà phải coi như là thanh minh, không biết đó là lỗi của mình. Mà phải sám hối cũng không phải ra mặt sám hối nữa. Phải sám hối thì gian lấp công phu gián đoạn cũng chỉ để tội đầu chiếu cố tội đầu hỏi niệm Phật. Tại vì vào tình đường phát tâm xuất gia, muốn biết rõ một bản lai, tức là một người xưa là đủ sự thức tưởng của hộ thực tâm, nó là cái bộ phận, là cái trách nhiệm để chấp nhận hết tất cả. Nhìn lại cái gương của tổ sư, nhìn lại mình thì thấy có khi mình cũng nghĩ mình rất xấu hổ. Mình cũng có tâm thanh thiền, cũng học theo luôn, nhưng mà chút xíu cũng giống như vậy. Thì đó là một cái làm sao mà khắc phục. Đừng nói là có đánh hình bạn, làm một cái gì trái tai gai mắt, chứng với lại cái bản ngã của mình.